Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ cây mai này không? Mai này là cây mai mà hôm nọ mình đi Phú Quốc nè. Đó, Phú Quốc lấy nhổ chùi đuổi đó. Thì mấy bữa bạn kêu mình cái cách trồng cái cây này làm sao, rồi nó lên chưa? Thì hôm nọ giờ trồng rồi các bạn. Lúc mà mình ở ngoài Phú Quốc á, mình gửi bưu điện. Đóng cái gói mình gửi bưu điện về cho thằng Bin á. Ở nhà nó trồng. Đó, sau khi mình về là nó trồng xong rồi. À, bữa nay thì nó lên rồi nè. Đó, nó lên một tầm gì nè. Thì cái quy trình mà trồng cái cây này á, thì để mình kêu thằng Bin á, nó chỉ cái cách lại. Tức là khi mình đóng gói ngoài Phú Quốc, rồi mình gửi về. Gửi về cũng tầm khoảng đâu 3-4 ngày gì đó bạn. Từ ngoài Phú Quốc gửi về. Thì đi đường bưu điện. Đó, thì để mình quay lại. Ấy mình kêu thằng Bin nó làm lại clip á, mà cái lúc mình gửi ngoài Phú Quốc về, rồi cái cách mà nó trồng á dễ ở các bạn ơi. Nói chung là cây mai rừng này nè trồng rất là dễ sống luôn á. À, mình nói các bạn nhiều lần rồi, cũng chia sẻ các bạn cách trồng mai rừng rồi, mai nhà cũng vậy các bạn ơi. Mình nhổ chùi lũi này nè, trồng vẫn sống hết trơn á. Quan trọng là cái lúc mình nhổ nó lên mình bảo quản đó, để mấy ngày sau á đi đường mấy ngày đó cách mình bảo quản á, thì để các bạn xem đây lại cái cây này lúc mà mình nhổ nó lên mình đóng gói mình gửi về ha, các bạn xem ha. Đó thì sau khi mình bứng cái mai này nè các bạn, hôm bữa trước mình có bứng nó chùi lũi gì nè, hôm bữa mình đi ra biển kéo cá đó, mình có quay clip các bạn xem rồi đó. Bạn nào chưa xem có thể xem lại clip mà mình đi kéo cá mà mình gặp được cái cây mai này nè. Đó, khi mình bứng về thì mình cắt đây nè các bạn. Đó, mình cắt cho nó ngắn lại ha, cho nó gọn lại là mình rồi mình đóng gói mình gửi về. Đó, sau khi mình cắt xong á thì có mấy rễ nhỏ nữa các bạn, mình cắt mình lấy cái rễ bự không à, nhỏ bỏ lại rồi. Mình dùng cái giải các bạn ha, dùng cái giải thun á, mình đóng nước cho nó ướt đẫm đi. Đó, rồi mình mới quấn vô ha, mình quấn vô hết cái phần rễ của cây mai luôn đó, để mục đích nó giữ ẩm các bạn. Rồi xong cái mình bỏ nó vô cái bọc ni lông á, rồi cái mình lấy băng keo các bạn mình quấn ha, nó mình quấn cho nó kín lại luôn đó. Thì sau khi mình quấn kín lại á, thì mình đem ra bưu điện mình gửi về cho ông Bin các bạn đó. Lúc này thì mình đang ở Phú Quốc thì mình đem ra bưu điện mình gửi về trong đó cho nó làm. Đây là cây mai mà chú Đông có gửi từ Phú Quốc về con để cho con trồng. Nãy con có cắt cái gói hàng cây mai này ra mà con quên quay, bây giờ con thể con quay lại. Thì cây mai này được chú Đông đóng gói rất là kỹ luôn. Con thấy ở trong có một lớp vải thun, xong ở ngoài là một lớp túi ni lông. Con mới tiến hành là con cắt hết cái lớp túi ni lông đó ra. Con cắt hết cái lớp túi ni lông ra thì cây mai nó vẫn còn ẩm. Cái lớp vải thun trong đó vẫn còn ẩm luôn. Cây mai thì còn tươi trong à, nó muốn kéo nhựa trên mặt cắt luôn à. Bây giờ con mới từ từ con tháo cái lớp vải ra. Lớp vải thì chú Đông quấn rất là kỹ luôn. Theo con thấy cái lớp vải này quấn là thứ nhất là để cho nó giữ ẩm nè, rồi đừng để cho nó dập cái da nó, tại mình vận chuyển bằng bưu điện á, có lớp vải này nó mềm nó cũng không bị dập cái da nó luôn. Hai ba lớp vậy cũng quá trời quấn luôn. Đó, theo con thấy thì là cây mai vẫn còn rất là ẩm luôn, mà mấy cái mặt cắt ở trên với mấy cái đầu rễ nó đều tươm nhựa lên hết rồi. Đó, tươm nhựa lên hết luôn. Con mới bắt đầu là con tiến hành cái thuốc, sử dụng thuốc N3M. Thuốc ngày thường thì chú Đông có hướng dẫn sử dụng rồi, con cũng làm theo cái cách đó. Con pha với nước rồi quậy đều lên, bắt đầu là tưới lên cái thân nó. Tại vì cái cây mai này cái bề rễ nó bề ngang nó bự quá, ngâm nó xuống không được. Con dùng tay con tạt lên, thì tạt lên từ 10 tới 15 phút cho nó thấm đều lên hết.
đó, rồi con để con cứ tạt lên hoài luôn. Xong giờ con tiến hành con khoét cái lỗ thùng mút, con cũng không biết trồng cái chậu gì nữa, con trồng đại vô cái thùng mút để mốt về chú Đông có đổi chậu đổi gì thì chú Đông đổi. Thùng mút thì mình khoét cái lỗ nó nhỏ thôi, con cũng làm nhiều lần rồi. Mấy lần trước thì con khoét cái lỗ bự, bỏ cái cây vào túi, cái chất chồng nó trôi ra hết à, nó sụp xuống. Nên lần này con rút kinh nghiệm mà con khoét cái lỗ nhỏ đó, để cái mai vô cái thùng xốp này thì nó vừa y luôn. À chú Long dặn con thì trồng cái này thì trồng cho nó đứng, giờ chắc cái chất trồng nó thì chú cũng biết rồi đó, cái chất trồng nó thì cát với sơ dừa với cho cháu, mà bữa giờ hết cho cháu rồi, con cũng biển đi mua nữa. Thôi trồng cát với sơ dừa luôn, cát với dừa con trộn đều lên. Cát này thì cát bồi lấy con đi xúc ở ven đường á, mưa nó trôi xuống con đi xúc. Bây giờ mới bỏ vô thùng, bỏ vô thùng mới kiếm một miếng sơ dừa á, cái miếng sơ này mà có sơ nhiều á, nén nó vô mấy cái lỗ đó. Nén vô mấy cái lỗ thì nó không bị trôi cái chất chồng ra ngoài. Mới để con để từng lớp từng lớp từng lớp lên đó, mới để cái mai vô. Thì cái mai này con trồng con cũng sợ nên con trồng cho nó lúc luôn, nó lúc luôn. Ngày mốt chú Đông có đổi chậu đồ nữa thì chú Đông đổi, tại vì lần này trồng cho nó lúc đi cho dễ sống. Nó cũng không có rễ con để gì hết à, nó có ba cọng rễ lớn à, con mới để chắc trồng vô cho nó lúc luôn cái phần rễ mà nó nằm ở dưới đất á, cho nó lúc luôn phần rễ đó. Mà con thấy nó cũng không mấy nữa nên để thêm vô cho nó lúc luôn ở trên luôn. Lúc ở trên con mới phả đều cái chất trồng nó ra, phả đều chất trồng nó ra vòng 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 hết đó, con cho nó thêm vô nữa. Con cứ sợ nó khô à, cho nó nhiều nhiều cho nó chắc ăn. Giờ là nó lúc lên luôn phần trên luôn rồi. Cái mai này giờ thì nó chỉ hở cái thân lên xíu à, con mới tưới, lấy dùng nước rửa sạch cái thân đó, rửa sạch cái thân này để là quấn cái lớp vải hồi nãy chú Đông có quấn á, bây giờ con quấn lại luôn, quấn lại giữ ẩm cho nó chắc ăn. Tiến hành con quấn lại hết, quấn xuống tới dưới gốc luôn đó, quấn xuống tới dưới gốc xong. Thì cái bước này thì nó cũng sắp xong rồi. Bước cuối cùng là chuẩn bị để tưới nước cho nó. Mà quấn xong vậy con tưới nước cho nó thật đẫm lên cái thân dưới. Đó, xịt cho nó đều ra hết. Con dùng cái vòi xịt này xịt cho nó đều với lại nó không bị xói nữa. Đây là cái mai Phú Quốc. Trồng sau 1 tháng thì nó cũng lên tốt rồi. Để vài bữa nữa con ghép cái mai này chú Đông quay clip chia sẻ các chú tiếp theo. Còn chú thấy các chú thấy ở ngoài đây là một vườn mai. Vườn mai này là vườn mai phôi các chú. Vườn mai phôi này chú Đông có quay clip rồi. Chú Đông có chia sẻ lên là cái clip mà cắt mai phôi mà rũ rễ. Đó, mai phôi gốc đẹp. Đám mai phôi này trồng tới ngày hôm nay thì chắc cũng khoảng là 2 tháng hơn rồi, nó cũng lên lên xanh tốt rồi. Thì con cũng ráng chăm sóc rồi làm theo cái hướng dẫn của chú Đông á, thì lá đầu nó cũng mướt. Nhưng mà cái mai này thì con cũng còn để trong nhà lưới á cái chú, con cũng chưa đem ra mát đâu. Thấy cái chú thấy nửa nửa nắng nửa ấy là cái ở nó nằm ở trong cái nhà lưới á. Đây ở trên đây là cái nhà lưới, để trong nhà lưới này để đợi ghép luôn, chứ con cũng không có đem ra ngoài ngoài luôn. Thì chú Đông cũng có hứa là làm cho con cái kênh để con chia sẻ cái cách mà chăm sóc mai rồi ghép mai đó, rồi để giao lưu những cái mai này với các chú. Thì các chú cũng
đón xem cái kênh này, rồi các chú ủng hộ con ha. Rồi con cảm ơn các chú. Rồi thì các bạn thấy sau khi mà mình bứng cái cây mai á, chịu lũi á, thì cũng có bạn hỏi mình hoài á, không biết trồng có sống không. Thì ngày hôm nay cây mai nó sống tốt rồi bạn, mình nghĩ chắc nó lên này cũng tốt rồi. Thì nay mai á, để cho thằng Bin nó ghép cây mai này các bạn ha, rồi mình làm clip chia sẻ bạn xem sao ha. Thì cái cách mà trồng cây mai mà rừng bứng về đó bạn, nó rất là đơn giản các bạn thấy không? Khi mình đào chịu lũi á, nó vẫn sống bình thường các bạn, không sao chứ á. Quan trọng là mình giữ ẩm nó kiểu này nè đó. Nhưng mà nói chung á, thì cái mùa này nữa các bạn, cái mùa bứng cây mai, cái mùa này nè là cái mùa mưa các bạn, bữa nay là cuối mùa mưa rồi. Thì nói chung là cây mai lên cũng được á, nhưng mà nó không có đúng mùa các bạn, nó không tốt đâu. Hiện bây giờ nè các bạn thấy nó đang tốt vậy nè, thì nay mai là trời sẽ đổ bắc xuống rồi đó, trời bắc thổi thì cái lá mai nó sẽ già lại nè, có thể là nó có vàng xuống rồi nó khựng lại nữa bạn. Thành ra mình bứng mai đó, mình chia sẻ với bạn hoài á, khi mình bứng mai á là mình phải bứng cái mùa này nè, cái mùa này bắt đầu mới bứng nè, hoặc là trễ nữa đó, mùa này còn hơi sớm đâu bạn, từ tháng 11 trở đi á mình bứng mai á là nó chất lượng nhất luôn. Bởi vì cái mùa đó là cái mùa mà cái mai nó ngủ nghỉ á, nó đủ dinh dưỡng á, rồi mình bứng xong cái mình trồng á là bắt đầu tới cái mùa xuân á là ngay cái mùa cây mai nó phát triển là nó rất là tốt các bạn đó. Nhưng mà cái này thì bắt đắc chỉ thôi, bắt chỉ thì mình cũng bứng về luôn. Còn cái đám mai này thì các bạn thấy thì cũng bắt đắc chỉ luôn, ngay cái đợt mà người ta bán là mình người ta bứng hay cũng không ngay mùa đó bạn đó, thành ra mình cũng mua làm luôn đó, thành ra là nó cũng được gì là cũng ngon đó bạn. Thành ra là nói chung là cái đám mai này là thằng Bin nó chăm sóc từ đầu đến cuối các bạn đó. Thì nay mai á mình cũng hứa mình làm cho nó một cái kênh riêng, thì cái kênh này á thì chuyên chia sẻ về cái cách mà trồng mai, ghép mai các bạn đó. Thì những cái gì mà kinh nghiệm mình đã dạy cho thằng Bin nó làm rồi, thì nay mai á nó sẽ làm, mình sẽ làm cho nó một cái kênh riêng nữa các bạn đó, để nó chia sẻ cho các bạn cái cách mà trồng rồi ghép rồi chăm sóc lum lá chứ. Các bạn biết mình á thì không rảnh mà ơi, thành ra nó nhiều cái mà để chia sẻ các bạn lắm đó, mình đi tối ngày không rảnh đó, thành ra là cái mà chia sẻ thì đúng ra đó là cây mai này á mà được tốt như ngày hôm nay nè thì phải có cái cách chăm sóc nó các bạn ha, trồng vô từ cái lúc mà cái chắc trồng nữa các bạn, từ cái chắc trồng cho đến mà cái cách chăm sóc. Thì thường á thì chắc trồng của mình đó, các bạn thấy không, cát với xì dừa không có gì đó, cát xì dừa với ít cho chấu gì đó, đơn giản vậy đó bạn đó. Thì ngày hôm nay mục đích của mình đó là chia sẻ cái cây mai Phú Quốc, cây mai rừng ha. Thì nó đã lên vậy rồi, tốt rồi, để nay mai thằng Bin nó ghép cho bạn xem. Rồi cũng giới thiệu cái vườn mai của ông Bin, hôm nọ mình cũng đã cắt chù lũi á, cũng có một số bạn kêu mình làm clip này nè, chia sẻ cái cây mai mà cắt chù lũi này, không biết trồng có sống không nè đó. Thì sống các bạn, có một số thì các bạn thấy ở trong đây là 1.800 cây nha các bạn, nhưng mà cũng có một số thì nó không có được tốt lắm nè các bạn thấy không, cái này nó lên sao nè các bạn thấy không đó, chứ nó cũng không đều hết nha các bạn đó, nó cũng có bị chết nữa. À, các bạn thấy mình làm nhiều thì nó phải có cái tỷ lệ hao hụt ha, chứ không phải là nó sống 100% đâu đó, cũng có chết thì cũng có lên chậm nữa các bạn. À, thành ra là hôm nay thì mình chia sẻ các bạn đó là cái cây nó đã tốt rồi, nó lên ngon lành rồi, nhưng mà nay mai thì mình sẽ làm cái kênh cho thằng Bin các bạn đó, các bạn nhớ ủng hộ nó ha, để mai mốt thì nó làm cái cách mà nó làm như thế nào hàng ngày đó, thì mình kêu nó quay clip lại chia sẻ cho các bạn, từ khi mà trồng rồi từ khi mà ghép rồi chăm sóc lấm lá các bạn, rồi phân thuốc gì đó ha. Đó, ngày mai nó sẽ làm clip nó chia sẻ cho các bạn, thì chắc mình dự định làm cho nó một cái kênh riêng các bạn ơi, chứ còn mình thì không rảnh làm rồi, mình nó lu bu công việc lắm đó. Thì nếu mà sau này cái kênh của ông Bin thì các bạn có thể xem và ủng hộ nó. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha, các bạn xem video thì chia sẻ mọi người cùng xem, đặc biệt thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.